Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 9 tháng 11, công an thị xã Tân Châu tỉnh An Giang cho biết đang điều tra vụ 3 người tử vong tại một trạm bơm nước thuộc địa bàn phường Long Sơn, thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang. Cụ thể 3 người tử vong chủ trạm bơm cùng hai nhân viên trạm bơm. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện ông chủ trạm bơm tử vong cạnh máy bơm. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện hai người đàn ông khác là nhân viên trạm bơm và thợ điện Người quen của chủ trạm bơm cho biết, sáng mùng 8 tháng 11, ông này vẫn đi uống cà phê. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày thì ra về và nói sẽ đến trạm bơm sửa chữa lại hệ thống, chuẩn bị rút nước xuống giống lúa đồng xuân. Trạm bơm đặt giữa đồng ruộng, khu vực này hôm qua có mưa lớn. Nhiều người nghi vấn, ba người đã bị điện giật trong quá trình sửa chữa. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đang khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân ba người tử vong tại trạm bơm nước.